Xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại với Can Double Wish. Hiện nay là không thể đi ra ngoài á, đúng không? Chắc chắn là phải ở nhà. Nên chẳng quá, nên mình mỗi ngày đều nấu ăn. Nhưng chưa giỏi, mình muốn trở thành người bếp mà. Mình muốn nấu ăn giỏi á. Mặc đồ bộ thì có vẻ là mẹ, đúng không? Là mẹ của mình là nấu ăn rất tốt nè. Nên bây giờ mình mặc đồ bộ như vậy nha. Ok, rồi là hôm nay Kazu nấu ăn thứ là phở xào. Mọi người biết không? Mà chắc chắn biết nữa. Mình đã nấu ăn thứ phở gà nha. Kiểu sử dụng phở khô nhưng mà vẫn còn có nha. Nên mình suy nghĩ là món ăn Việt Nam là cái gì đó. Nhận ra có loại món ăn phở nha. Là phở xào. Nguyên liệu là cái này, phở khô, hành lá, cà rốt, hành tây, tỏi, ngừng và thịt heo. Đứa phải không? Không biết rõ đó. Lúc trước mình tưởng tượng phở xào là có nguyên liệu cái gì à? Là một cái này. Quan trọng nhất là ngon phải không nè. Sẽ ngon nè. Ok, bắt đầu. Đầu tiên là luộc phở nha. Hi, yo. Và làm cách ráo nha. Nếu có đồ cái này nhá, thì bóc vỏ cái này là rất dễ nha. Bỏ phở khô này nha. Phải chờ vài phút nha. Không có. Và hiện nay là có nhiều loại gia vị nhé, nên không thể thất bại được nha. Là chắc chắn là ngon nhé. Là mọi người chắc chắn là phải ở nhà nên rất lạnh rồi, đúng không? Mọi người hiện nay làm gì ở nhà và không thể di chuyển nên rất chán. Kazu cũng như vậy á. Kazu muốn biết nè, người làm gì ở nhà. Kazu luôn xem video, xem phim, xem YouTube, xem Netflix. Ăn thử có thể là Kazu nấu tốt hơn, càng ngày càng giỏi hơn. Kazu sống một mình là bao nhiêu năm? Là sống Việt Nam 5 năm, 6 năm rồi á. Tổng năm là 16 năm. Lâu quá. Hiện nay không gặp với ai đó, không cần nói tiếng Việt nha. Nên càng ngày càng không giỏi nha. Không tốt nha. Mình tên là Kazu, phát âm như thế nào? Ok hả? ok rồi. Mình nghĩ là thôi cũng là ok hả? Tại vì là sẽ xào đó. Phở Việt Nam là chắc chắn mềm. Đối với người Nhật, phở Việt Nam là hơi mềm. Mọi người biết là mì udon nè. Của Marugame Semen. Nhà hàng Marugame Semen là công ty Nhật Bản. Marugame Semen ở Nhật Bản là xôi mì udon là hơi cứng nha. Nhưng mà ở Việt Nam là mềm nha. Súp là giống nhau nên vị là giống nhau. Hầu như người Việt Nam thức là xôi mì mềm nha. Nhưng mà hầu như người Nhật Bản là không phải như vậy. Trước khi đến Việt Nam là mình không biết có phở xào á, là chỉ biết là bánh mì á, là phở bình thường á, phở gà, phở bò. Sau khi sống ở Việt Nam thì biết nhiều món ăn Việt Nam là rất thú vị. Thật là món nấu ăn, món ăn Việt Nam. Nhưng mà không ai chỉ cho Kazu nha. Có
quay chỉ cách làm món ăn Việt Nam cho Kazu không? Nhiều người Việt Nam nói là Kazu hãy tìm bạn gái Việt Nam nữa. Nếu có bạn gái Việt Nam thì học tiếng Việt được nhé, biết nấu ăn được nhé. Nhưng mà đối với Kazu học tiếng Việt nấu ăn món ăn Việt Nam là dễ hơn tìm bạn gái Việt Nam. Hang đá này là để trang trí nhé. Bây giờ mình tìm cắn là cổ đây. Cái sẵn sàng lời phở rồi cất rau này rồi bắt đào xào. Mọi người ơi, mọi người thích món ăn Việt Nam là cái gì á? Món gì là nhiều người Việt Nam hỏi Kazu như vậy á, nhưng mình không quyết định á. Mình thích phở á, phở tiểu á, là bánh xèo á. Không quyết định số 1. Hiện nay thích nhất là bún bò khỏe á, là 1 năm 2 năm. Năm 2020 đã tham gia sự kiện marathon khỏe nha. Và khi đó ăn bún bò khỏe là rất rất ngon nữa. Buổi sáng hôm qua mình đã ăn bún bò khỏe gần nhà đó. Đã mang về, đã mang về. Mình rất thích muối tiêu chanh nè, rất ngon nè. Khi về nước mua cái này để quà tặng cho bạn bè nha. Có vẻ ngon nha, hay quá, hay quá. Cần nước tương nhưng mình không có nước tương Việt Nam, tức là nước tương Nhật Bản nha. Và tương này, người bếp sử dụng là trước khi nấu ăn phở, sợi phở này bỏ nước tương và gia vị nha. Yeah, không phải sợi phở nha, là đã phở nha. Ok. Kazu nấu ăn rất chậm 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 và nói nhiều nhiều nhiều. Nem bị cháy là bóng đêm nè. Bóng đêm bị cháy chút xíu là ngon hơn. Trong 100% thì nhiều lắm. Mình sử dụng Haji ngon là trên YouTube cũng sử dụng cái này bột nem nè. Là mọi người sử dụng bột nem thì cảm thấy như thế nào á? Ok, thêm thêm trong cái này và phở nha. Đây là ở Việt Nam nha, nào phải sử dụng nước mắm nha. Chút xíu, nếu nhiều thì tầm quá. Hương vị nước mắm nha. Mình nghĩ là hương vị nước mắm và gừng là rất rất hợp nhau nè. Là thơm quá. Ok rồi. Xong rồi. Rồi, thường là Shinsuke ăn thử. Có vẻ là ngon đúng không? Thơm. Hoàn hảo. Thế
thịt cà rốt là hơi hơi ngọt nè, bỏ nước mắm nè, vị đậm nè, là ok. Sợi phở này là không phải mềm, không phải cứng nữa, là rất ngon. Mình chắc chắn có Đài Nam nấu ăn, tại vì là mỗi năm đều ăn Việt Nam của cá dư là ngon. Chắc chắn là xin sư kia nói như vậy. Ngon. Mọi người bị trái như vậy chút xíu là không thấy như thế nào, là có vẻ là ngon hay là không ngon nữa, là mình nghĩ là bình thường nữa. Bị trái chút chữ như vậy thôi thì không có ăn phẫn vị phở xào này nha. Nên kết quả là ngon, chắc chắn ngon. Ngon quá. Mọi người ơi, cảm ơn đã xem chương trình này nha. Kazuzuki team, hôm nay là trang phục là kiểu ở nhà nha. Mẹ của các bạn là chắc chắn nấu ăn giỏi nhá, đúng không? Kazu cũng nấu ăn tốt nèm. Kazu có thể mặc đồ bộ như vậy được nhá. Người nấu ăn không giỏi, chơi giỏi là không thể mặc đồ bộ này nhá. Là nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nhá. Bye bye, cảm ơn nha.